Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh M2 Deal Channel. Mình là Bucky và sau đây là chuyên mục tóm tắt phim anime Yu-Gi-Oh! Demon Slayer. Được rồi, bắt đầu thôi. Tập 106. Shizuka, Honda và Okogi lúc này đang ở trên một đồng cỏ, tận hưởng làn gió mát mẻ thổi đến. Honda cảm thấy khu vực này có vẻ khá an toàn, nhưng Okogi nhắc nhở bảo rằng nó có thể đang giấu bẫy ở đâu đó. Vì vậy mà hai người họ lại cãi nhau tiếp, để rồi Shizuka phải can ngăn. Đồng thời cô bé cũng tự hỏi anh trai của mình và mọi người đang ở đâu. Okogi nhận ra nhóm Beep Fire chỉ cần có 5 cơ thể để sử dụng, nên mấy lão già đó có thể không chỉ nhắm đến Yugi và Kaiba, mà còn có thể nhắm đến họ được nữa. Nhưng Honda vên mặt bảo thế thì sao, bạn sợ à, khiến Okogi chấm hỏi. Shizuka cũng bảo không cần phải lo vì Honda là người đã dạy cho Zuruchi cách đấu bài. Okogi ba chấm trước sự khoác lác của Honda. Trong khi đó, Yugi, Zuruchi và Enzu đang đi trên một hang động ngầm. Tin tốt là cả ba người họ đã hạ được 3 trong số 5 ông già của nhóm Beep Fire. Vậy là chỉ còn có 2 người nữa thôi. Yugi cũng đồng ý, Kaiba thì có lẽ sẽ ổn, nhưng những người còn lại thì cậu không chắc cho lắm. Zuruchi nghe vậy thì lập tức chạy thật nhanh đi tìm Shizuka. Lúc này, Honda, Shizuka và Okogi đang đứng trước một cánh cửa đáng ngờ. Hai người đàn ông của chúng ta thì có lẽ hơi lo lắng, nhưng Shizuka thì lạc quan hơn. Cô bé nghĩ phía sau cánh cửa hẳn có hay là thế giới thật, cho nên đã mở nó ra. Phía sau thì đúng là khung cảnh bên trong của chiến hạm, nhưng mà khinh khí cầu thì không có ở đây. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang không biết mình có trở về thế giới thật chưa, thì từ trên cao một con robot nhảy xuống. Con robot đó tự giới thiệu mình là một trong 5 thành viên của nhóm Deep Fire. Tôi sẽ gọi ông ta là Robotic Knight. Lúc này ông ta đang hách đấu với nhóm Honda, nhưng Robotic Knight bảo hắn sẽ đấu với người đầu tiên bước vào căn phòng, và đó chính là Shizuka. Đương nhiên là Honda không đồng ý, cậu ta nhảy ra bảo nếu muốn đấu thì hãy đấu với cậu ta. Nhưng Okogi đã cản Honda lại. Okogi là người có kinh nghiệm nhất trong cả ba, anh cũng không phải để Shizuka tham gia trận đấu nguy hiểm này được. Nhưng Robotic Knight đã nghĩ ra cách khác thú vị hơn, một mình hắn sẽ đấu với cả ba người, và nếu hắn sẽ lấy thân xác của cả ba người luôn. Hắn cũng bảo những kẻ yếu đuối như họ nên chiến đấu cùng với nhau thì mới có cơ hội thắng được hắn. Honda và Okogi vẫn không đồng ý việc Shizuka tham gia vào trận đấu, nhưng cô bé nói rằng mình cũng sẽ tham gia và tin tưởng tuyệt đối vào Honda vì cậu ta chính là người đã dạy cho Zuruchi cách đấu bài, cho nên Honda sẽ bảo vệ được cho cô bé. Dudis xuất hiện trên tay của họ, báo hiệu cho thấy không còn đường lui nữa. Những lá bài ảo xuất hiện và họ bắt đầu xây dựng bộ bài của mình. Shizuka không biết phải làm sao thì Honda hướng dẫn cô bé xây dựng một bộ bài với 40 lá, trong đó bao gồm quái hú, ma pháp và cạm bẫy. Sau một lúc thì cũng xong, Okogi chọn Strike Ninja làm trùm bài, Shizuka chọn nữ thần ba mắt, còn Honda thì chọn Super Robo Yaro. Đương nhiên trùm bài của Robotic Knight chính là bản thân hắn. Trước khi trận đấu bắt đầu, sàn nhà nơi họ đứng bắt đầu mở ra để lộ một biển lửa phía dưới. Robotic Knight cũng cảnh báo họ rằng họ không được thảo luận chiến thuật với nhau. Điều này đặt Shizuka vào hơi khó, vì làm sao cô bé có thể đấu được nếu không có gợi ý từ Honda hay Okogi. Mà thôi, trận đấu cũng bắt đầu. Shizuka đi trước, cô bé triệu hồi kẻ hùng hóa quỷ ở hơi công. Nhưng mà con quái này chỉ có 800 điểm sức công thôi. Đến lượt Honda, vì lo lắng nên cậu ta đã triệu hồi Cyber Commander chỉ với 750 điểm sức công để dụ Robotic Knight tấn công cậu ta thay vì Shizuka. Đến Okogi, cậu ta triệu hồi ngôi mộ thứ 13 ở hơi hủ, khiến cho Honda khó chịu. Honda cảm thấy Okogi đáng lẽ cũng phải triệu hồi một con quái hú yếu để bảo vệ Shizuka mới đúng. Thôi đi ông Hần, đâu phải ai cũng sim như ông đâu. Đến lượt Robotic Knight, hắn triệu hồi Giga Tech World. Và không ngoài dự đoán, hắn tấn công kẻ hùng hóa quỷ của Shizuka, gây cho cô bé 400 điểm thiệt hại. Ngay lúc đó, nhóm Yugi đang đi trong một hang động, thì Zuruchi nghe thấy tiếng hét của Shizuka khiến cậu lo lắng vô cùng. Đòn đánh của Robotic Knight khiến Shizuka ngã xuống đất trong đau đớn. Honda lo lắng định chạy đến đỡ cô bé thì bị ông già kia cản lại. May mắn là Shizuka đã tự đứng dậy được, nhưng xui xẻo là Robotic Knight kích hoạt hiệu ứng của trùm bài, bỏ 3 lá quái hú thuộc tính máy móc để gây 5 năm thiệt hại cho mỗi đối thủ của hắn. Và thế là Shizuka lại bị đánh lăn ra đất lần nữa. Sau đó Robotic Knight úp một lá và kết thúc lượt. Đến Shizuka, cô bé triệu hồi Forgiven Maiden. Nhưng vì không biết muốn triệu hồi quái hú ở hế hữu thì phải đặt ngang lá bài, nên Shizuka lại triệu hồi nó ở hế công. Đến Honda, cậu ta kích hoạt Block Attack để chuyển Forgiven Maiden của Shizuka thành hế hữu. Nhưng Robotic Knight không cho phép điều đó xảy ra. Hắn kích hoạt bí ấp của mình là Ryukyu Field để vô hiệu hóa Block Attack. Lúc này hai anh em Kaiba đang đi ngang một sa mạc thì họ thấy một đống đổ nát ở phía xa. Kaiba nhận ra đó chính là nhà máy quân sự cũ của tập đoàn.
Sau khi K3 tiếp quản tập đoàn từ tay của Gobazuro, thì anh đã cho giải tán khu nhà máy quân sự này vì nó không còn ý nghĩa nào trong một công ty bán đồ chơi nữa. Đến lượt Okogi, cậu ta triệu hồi Yaranzo và Úp Một Lá. Đến Robotech 9, hắn hướng tới Giga Tetsuon để triệu hồi vua máy móc. Nó sẽ tăng 100 sức công cho mọi quái thú máy móc trên sân, bao gồm cả Robotech 9 và Cyber Commander của Honda. Do đó sức công của vua máy móc tăng lên thành 2.400. Rồi Robotech 9 cho vua máy móc tấn công Forgiven Maiden của Shizuka. Nhóm Honda đã cử Cyber Commander của mình ra để đỡ đòn thay, khiến Honda nhận 1.650 thiệt hại. Okogi bảo cậu ta có thể đưa con quái thú của mình ở hế hữu để đỡ, nhưng mà Honda hấp tấp quá nên chưa kịp. Chưa dừng lại ở đó, Robotech 9 kích hoạt cạc ập Sun City để tất cả người chơi rút cho đủ 6 lá trên tay. Sau đó hắn tiếp tục kích hoạt hiệu ứng của trầm bài, bỏ 3 lá quái giật hệ máy để gây 500 thiệt hại cho đối thủ. Cuối cùng hắn úp 1 lá rồi hết lượt. Shizuka triệu hồi Lady Bender ở hế hữu, rồi cũng chuyển Forgiven Maiden thành hế hữu luôn. Honda triệu hồi Command Angel ở hế hữu, và Okogi cũng triệu hồi Dark Assailant ở hế hữu. Bây giờ họ đã có một tá quái thú để phòng thủ, cũng như có thể hiến tới chúng để triệu hồi quái thú cấp cao hơn. Nhưng Robotech 9 đã kích hoạt bởi Úp, bắt cúp Soider, lấy lại 3 quái thú từ một việc ai, rồi bỏ chúng để gây 500 thiệt hại cho nhóm Honda. Giờ điểm gốc của Honda chỉ còn 850, Shizuka là 2.100 và Okogi là 2.500. Sau đó, Robotech 9 tiếp tục kích hoạt ma pháp Clockwork 9, biến tất cả quái thú trên sân thành máy móc và giảm 500 sức công của chúng. Trong khi đó tăng 500 sức công cho vua máy móc, khiến sức công của vua máy móc lên tới 2.900 điểm. Chưa hết, Robotech 9 tiếp tục kích hoạt Sock Circuit để chuyển hết quái thú trên sân đối phương thành thế công. Robotech 9 tấn công Forgiven Maiden của Shizuka bằng vua máy móc, nhưng Honda đã cho trùm bài Robo Zero lao ra đỡ đòn, đồng thời kích hoạt khả năng của nó cho phép úp một lá xuống sân và tăng sức công của nó lên thành 2.200. Nhưng vẫn chưa đủ, Robo Zero bị tiêu diệt và do đó Honda cũng thua. Honda thừa nhận với Shizuka rằng việc dạy Zoluti cách đấu bài chỉ là một lời nói dối, rồi bảo Okogi chăm sóc cho Shizuka. Sau đó sàn nhà mở ra và Honda rơi xuống biển lửa phía dưới. Tập 107, sàn nhà khép lại và Shizuka bắt đầu tự trách mình. Dù Okogi đã cố gắng khuyên nhủ cô bé, nhưng điều không thành công, buộc Robotech 9 phải bỏ qua lượt của Shizuka. Đến lượt Okogi, cậu ta kích hoạt Dimension Hole để loại bỏ Dark Assailant, nhằm giảm sức công của World Mock xuống. Sau đó cậu ta kích hoạt hai lá ma pháp là Die Dungeon và Dimension Die, biến đổi sân đấu khiến cho Robotech 9 nhận ra Okogi là người đã sáng tạo ra trò chơi Dungeon Die Monster. Chưa hết, Okogi hiến tới Yaranzo và ngôi mộ thứ 13 để triệu hồi Ogot the Relentless với 2.500 sức công. Do số quái thú giảm xuống nên sức công của Yume Mok cũng chỉ còn 3.100 điểm. Okogi tấn công Yume Mok và do hiệu ứng của Die Dungeon, hai người chơi họ phải tung xuất sắc. Okogi tung được số 6 nên nhân đôi sức công của Ogot trở thành 5.000. Robotech 9 tung được số 1 nên vua máy móc bị giảm 1.000 sức công. Do đó Ogot đã tiêu diệt vua máy móc, giảm điểm gốc của Robotech 9 từ 4.000 xuống còn 1.100 điểm. Đến lượt Robotech 9, hắn đưa trùm bài vào sân, sau đó kích hoạt Recycling Plan để hồi sinh vua máy móc. Sau đó dung hợp vua máy móc và chính bản thân hắn để triệu hồi vua máy hoàn hảo với sức công là 2.700. Okogi tỏ ra khinh thường và bảo đó chỉ là một đống sắc dụng, nhưng không, vua máy hoàn hảo sẽ tăng thêm 500 sức công cho mỗi quái thú máy móc ở trên sân. Tăng sức công của nó lên tới mức 4.700, và với Clockwork 9, nó tăng lên thành 5.200. Robotech 9 tấn công Ogot và họ kết cục chơi trò cung xuất sắc. Robotech 9 cung được số 5, tưởng ngon như không. Số 5 có nghĩa là sức công gốc của vua máy móc hoàn hảo sẽ bị chia đôi, giảm sức công của nó xuống còn 3.850. Đến Okogi, nghiệp quật khiến cậu ta tung ra được số 1, giảm 1.000 sức công của Ogot, khiến nó bị vua máy móc hoàn hảo tiêu diệt. Lúc này Noah cũng đang theo dõi trận đấu. Cậu ta khen Robotech 9 là một kẻ thông minh khi đã chọn đi hành gà thay vì đâm đầu vào đánh nhau với nhân vật chính. Trong khi đó, hai anh em K3 thì vẫn đang ở đống đổ nát của khu quân sự và hồi tưởng lại quá khứ. Đây cũng là khoảng thời gian mà K3 làm việc cùng với Robotech 9. Okogi thúc giục Shizuka trở lại với trận đấu. Nếu cô bé không chơi tiếp thì sẽ bị xử thua. Okogi cũng nhắc Shizuka nhớ về Zuruchi, người chưa bao giờ bỏ cuộc dù tình thế có khó khăn thế nào đi chăng nữa, khiến Shizuka nhớ lại lúc Zuruchi đấu với Raisit và điều đó đã tiếp thêm động lực cho cô bé. Ngay lúc này nhóm Yugi cũng xuất hiện. Enzu hỏi Honda đâu thì được biết Honda đã thua cuộc, khiến mọi người đau khổ. Zuruchi muốn thay Shizuka đấu tiếp nhưng Robotech 9 không đồng ý. Với sự cổ vũ của anh trai và mọi người, Shizuka đã đứng lên và kết thúc trận đấu. Cô bé hiến tới Lady Bender để triệu hồi Maria the Fallen One. Sau đó cô bé bỏ một lá ma pháp để kích hoạt hiệu ứng của trùm bài.
cho phép dung hợp mà không cần ma pháp dung hợp. Shizuka hợp nhất Forgiven Maiden và Maria the Fallen One để triệu hồi thánh nữ Joan với 2.008 sức công. Với hiệu ứng của Command Angel mà Honda để lại, thánh nữ Joan tăng lên thành 3.200 nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại du mái hoàn hảo. Nhưng Okogi đã kích hoạt hiệu ứng trùm bài của mình, bỏ hai lá bài để kích hoạt lá bài úp mà Honda để lại. Đó chính là Remetanso, tăng thêm 1.000 sức công cho thánh nữ Joan. Shizuka tấn công vua mái hoàn hảo bằng thánh nữ Joan. Vì sức công của cả hai bằng nhau nên cả hai đều bị tiêu diệt. Nhưng vì vua mái hoàn hảo đang là trùm bài của Robert Kitnai nên hắn cũng bị xử thua. Robert Kitnai nói rằng dù hắn thua nhưng hắn đã lấy được một cơ thể cho mình. Tập 108, Honda lúc này đang bị kẹt trong cơ thể của một con khỉ mái trong một cái nhà kho nào đó không biết nữa. Hai anh em Kaiba vẫn đang tiếp tục chuyến hành trình của mình, nhưng rồi họ nhận ra có một người đang chạy trên nóc nhà về phía họ. Mokuba nhận ra đó là Honda nên đã hỏi những người còn lại đâu rồi. Nhưng đột nhiên Honda nhảy xuống và tấn công Kaiba. Cùng lúc đó, nhóm Yugi cũng xuất hiện và họ nhận ra đây không phải là Honda mà là một trong năm ông già nhóm Big Five đã chiếm lấy thân xác của cậu ta. Ông già kia tiếp tục tấn công Kaiba, nhưng rồi đột nhiên một cô khỉ mái nhảy ra và tấn công ông ta, tạo cơ hội cho Zeruchi đấm ông ta một cái văng ra xa. Nhưng ông ta vẫn chưa gục mà còn leo lên một chiếc xe máy rồi bắt cóc luôn cả Mokuba đi. Ngay sau đó thì Kaiba cũng kiếm được một chiếc xe máy khác và chạy theo ông ta luôn để nhóm Yugi ở lại. Họ quyết định để việc truy đuổi Honda giả cho Kaiba, còn họ sẽ đi tìm Honda thật, mặc kệ cho con khỉ mái kia đang cố gắng nói cho họ biết nó chính là Honda đây. Trong lúc này, Kaiba đang truy đuổi theo Honda giả đến một cây cầu đầy sương mù thì đụng độ với một người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn. Trong lúc đó thì Mokuba đã được đưa đến chỗ của Noah và bị bắt phải xem trận đấu của Kaiba. Kaiba bắt đầu xây dựng bộ bài của mình, nhưng sẽ không có lá bài hần nào cả vì chúng bị cấm hết rồi. Cuối cùng, Kaiba chọn Lord of Dragon làm trùm bài cho mình và trận đấu bắt đầu. Người đàn ông kia đi trước, ông ta triệu hồi một quái thú ở heo úp, rồi úp hai lá bài và hết lượt. Đến Kaiba, anh triệu hồi Spear Dragon và tấn công quái thú của đối thủ, đó là Hero Shadow Scott. Do hiệu ứng của nó, Kaiba rút ba lá bài và bỏ hai lá bài ma pháp. Và do hiệu ứng của Spear Dragon, người đàn ông kia vẫn phải nhận thiệt hại chiến đấu dù để cho quái thú ở heo úp. Sau đó, Kaiba úp một lá và hết lượt. Người đàn ông kia kích hoạt sự ban phước của Hần, khiến ông ta tăng 500 điểm gốc mỗi khi rút bài. Sau đó triệu hồi một quái thú ở hế hữu, rồi úp thêm một lá nữa. Đến Kaiba, anh triệu hồi Giant Gem, rồi dùng Spear Dragon để tấn công. Nhưng đối thủ đã kích hoạt Mask of Malexity, khiến Kaiba không thể nhìn ra được mình đang tấn công quái thú nào, và khiến cho Spear Dragon tấn công Giant Gem. Nhưng không có vấn đề gì hết, Kaiba kích hoạt Great Cat Virus khi Giant Gem bị tiêu diệt. Nhưng đột nhiên người đàn ông kia gỡ kính và một luồng sáng bắn ra tiêu diệt Great Cat Virus của Kaiba. Thì ra trùm bài của ông ta chính là Jinzo, kẻ phá bẫy. Lúc này giữa Jinzo và Kaiba diễn ra một đoạn hồi tưởng. Jinzo chính là người đã từng hỗ trợ bên cạnh Kaiba từ những ngày đầu tiên khi cậu ta điều hành tập đoàn. Năm đó, Kobazuro đã giao cho Kaiba 2% cổ phần của tập đoàn và bảo Kaiba phải kiếm lại gấp 100 lần số đó để hoàn thành bài kiểm tra. Nếu thất bại thì hai anh em họ sẽ bị gửi lại vào cô nhi viện và Kaiba sẽ được Jinzo hỗ trợ. Kaiba đã sử dụng số tiền đó để mua lại cổ phần của cái công ty nhỏ hơn, sau đó đe dọa sẽ sa thải hết mọi nhân viên trong cái công ty nếu chủ tịch của họ không mua lại cổ phần với giá cao gấp 5 lần, đúng là kiểu gian hương. Và rất nhanh, Kaiba đã thu lại được một số tiền khổng lồ. Jinzo rất ấn tượng với khả năng của Kaiba và ông ta muốn chiếm lấy cơ thể của Kaiba để trở thành chủ tịch của tập đoàn. Vì Giant Gem đã bị tiêu diệt nên Kaiba có thể triệu hồi một Giant Gem nữa. Đến lượt Jinzo, ông ta tăng 500 điểm gốc, sau đó úp hai lá bài và hết lượt. Kaiba tiếp tục tấn công con quái hữu ấp của Jinzo bằng Spear Dragon, nhưng đó lại là Cyberza với hiệu ứng của nó, tiêu diệt tất cả quái hữu trên sân và hai người chơi sẽ rút 5 lá và triệu hồi tất cả quái hữu level 4 trở xuống. Kaiba triệu hồi Void Rider và Twin Hit Behemoth, còn Jinzo triệu hồi Injection Fairy Lily. Jinzo rút bài và kích hoạt đồng hồ gamer của Conan, giảm sức công quái hữu của Kaiba xuống 100 điểm cho mỗi level của nó, khiến Void Rider giảm xuống còn 1.500 sức công. Sau đó, Jinzo sử dụng khả năng của Fairy Lily, bỏ 2.000 điểm gốc để tăng sức công của cô lên thành 3.000 và tiêu diệt Void Rider. Sau đó, hắn tiếp tục kích hoạt Stebet Blessing để tăng điểm gốc bằng lượng mà Kaiba đã mất. Đến lượt Kaiba, anh triệu hồi quái thú ở hế hữu rồi hết lượt. Đến Jinzo, hắn kích hoạt Blind Aspirin Machine để hồi phục điểm gốc bằng lượng mà hắn đã bỏ ra ở lượt trước, rồi hiến tới Fairy Lily để triệu hồi vũ khí tối thượng của hắn. Ngay lúc này, Zunuchi đang di chuyển cũng phải ngừng lại. Zunuchi ngây người nhìn một chiếc tên lửa đang bay trên bầu trời và mục tiêu của nó chính là Kaiba. Trận đấu giữa Kaiba và Jinzo sẽ diễn ra như thế nào? Vũ khí tối thượng của Jinzo là gì? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo của series tóm tắt phim Yu-Gi-Oh! Demon Slayer trên kênh M2 Deal Channel. Các bạn hãy theo dõi và đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!